Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chấn động Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn vũ khí, ai sẽ dính tiếp đây? Vào ngày 1 tháng 5, bất ngờ tờ báo Hethet của Israel có bài báo nói về hợp đồng vũ khí của Israel xuất khẩu sang Việt Nam. Việt Nam mua vũ khí của Israel chứ không phải mua vũ khí của Nga, chưa phải là chấn động. Điều làm chấn động xã hội là hợp đồng vũ khí của Israel có giá trị hơn 1 tỷ đô la đang gặp rủi ro sau lệnh bắt giữ môi giới chủ chốt tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Những ngày gần đây, nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ khủng của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà có quan hệ và quen biết toàn những nhân vật có quyền lực rất lớn trong Đảng Cộng sản Việt Nam như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Thanh Trà, Trần Bình Minh, vân vân. Tuy nhiên, không ai ngờ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lại là người môi giới trong vấn đề buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel. Như vậy là có rất nhiều bí ẩn đằng sau người phụ nữ khó hiểu này. Đây là hình ảnh trên bài báo của tờ báo Haaretz của Israel vừa công bố gây chấn động. Theo bài báo nước ngoài này thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đóng vai trò chính trong việc xúc tiến và môi giới các thỏa thuận mua bán vũ khí giữa hai nước. Việt Nam đã ra lệnh bắt giam, nhưng theo thông tin thì bà này đã chạy sang châu Âu được hơn một năm. Với mối quan hệ khủng từ trong nước ra nước ngoài như thế, xem ra chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam khó mà bắt được người phụ nữ có mối quan hệ rất phức tạp này. Cũng rất bất ngờ là khi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố thì báo chí trong nước dẫn hàng loạt sai phạm của bà với những dự án trong nước. Tuy nhiên, theo miêu tả của báo chí nước ngoài thì lý do mà nhà nước Cộng sản Việt Nam phát lệnh bắt bà Nhàn là bởi có sự dính líu vào các hợp đồng quân sự, chứ không phải là các cáo buộc liên quan đến sai phạm đấu thầu thiết bị y tế trị giá chỉ có khoảng 7 triệu USD. Hơn nữa, tờ báo nước ngoài cũng cho biết bản chất của việc bắt giữ này là tranh giành quyền lực của các nhánh lãnh đạo của Việt Nam trước Hội nghị Trung ương lần thứ 5. Việt Nam đã trở thành một thị trường xuất khẩu vũ khí quan trọng cho Israel trong 15 năm qua. Hai bên đã ký kết một thỏa thuận vào năm 2011 nhằm tăng cường hợp tác an ninh và một quan chức cấp cao của Israel đã sang thăm Việt Nam cách đây 3 năm. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Và cuộc chiến của Nga và Ukraine cho thấy vũ khí của Nga gần như bị tê liệt trước vũ khí của phương Tây. Cũng được biết, trong một các hợp đồng lớn nhất giữa hai nước hiện nay vẫn đang trong quá trình thảo luận là của công ty AE của Israel bán cho tình báo quân đội Việt Nam thiết bị vệ tinh tình báo Olex, hay còn gọi là Horizon. Thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Việt Nam này trị giá khoảng 550 triệu USD. Theo nhà báo Yossit Med, người đã viết phóng sự của tờ báo Haaretz của Israel, là nước đã cung cấp vũ khí cho Việt Nam bao gồm máy bay không người lái, hệ thống phòng không, nâng cấp xe tăng và tên lửa. Một công ty của Israel còn lập một nhà máy ở Việt Nam để lắp ráp súng trường Thavo trị giá 100 triệu USD. Yossi Eman có trích một nguồn tin ở Việt Nam cho rằng nguyên nhân thực sự đứng đằng sau vụ bắt giữ bà Nhàn là do các thỏa thuận mua vũ khí. Lý do gốc của vụ bắt giữ là cuộc tranh giành trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm. Chỉ có người dân trong nước là không biết, chứ vào năm ngoái, báo chí Pháp đã cho biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có liên quan đến việc buôn bán vũ khí giữa Việt Nam và Israel và có dính đến tham nhũng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có rất nhiều mối quan hệ khủng. Vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài ngày trước khi Hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5 với hơn 200 ủy viên Trung ương Đảng sẽ thảo luận các vấn đề quan trọng của đất nước và đảng của Đảng Cộng sản, bao gồm cả vấn đề về tổ chức, chỉnh đốn đảng và sắp xếp nhân sự ở đây. Không biết vụ việc sẽ dẫn tới đâu, nếu phanh phui đến cùng thì sự việc có thể dính đến ông Phạm Minh Chính, đương kim Thủ tướng Việt Nam. Với thế lực ông Trọng, việc bắt mà ông Thủ tướng về hưu như Nguyễn Tấn Dũng còn bất khả thi thì nói gì đến việc đụng đến ông Phạm Minh Chính. Sự việc lớn này e không được phanh phui đến cùng. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Hội nghị Trung ương 5 cái kết nào cho Nguyễn Thị Kim Tiến, Trương Quốc Cường và Nguyễn Thành Long? Tiêu cực của Bộ Y tế của Việt Nam là truyền thống từ đời bộ trưởng này đến bộ trưởng khác. Ngay cả ông Vũ Đức Đam là người tạm nắm quyền sau khi bà Nguyễn Thị Kim Tiến thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế thì cũng kịp nhúng chàm trong vụ công ty Việt Á. Mặc dù ông Vũ Đức Đam chưa được nêu tên trong danh sách kỷ luật, nhưng trách nhiệm tiêu cực của ngành y tế Việt Nam thời gian qua không thể không có tên ông Vũ Đức Đam. Thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến là thời mà ngành y tế hết tai tiếng này đến tai tiếng khác. Từ tai tiếng vaccine trẻ em đến tai tiếng buôn thuốc ung thư giả, có liên quan đến doanh nghiệp mà em chồng bà Tiến làm giám đốc công ty Việt Nam Pharma. Đáng lẽ ra, ông Nguyễn Phú Trọng cần phải xử lý ngay và luôn để tránh những sai phạm liên hoàn như thế. Đến bây giờ, những sai phạm từ trước đây đến hôm nay cũng đang ứ đọng, chưa thể giải quyết hết. Trong khi đó, ông Nguyễn Phú Trọng cần giải quyết dứt điểm để người dân thấy rằng ông có quyết tâm đốt lò thực sự. Và cứ như vậy, các chồng hồ sơ để trong phòng làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng ngày một dày thêm, trong khi sức khỏe của ông yếu đi, thời gian của ông cạn dần. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì đã bị kỷ luật. Tuy nhiên, điều lạ là bà Tiến chỉ bị kỷ luật, nhưng cấp phó của bà Tiến trước đây là ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thì đã phải vào trại giam. Đây là tiếng chuông báo động cho bà cựu Bộ trưởng vì tội của bà không thể nhẹ hơn tội của ông Trương Quốc Cường được. Đây là hình ảnh ông cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Trương Quốc Cường. Theo dự kiến, vào ngày 12 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ông Trương Quốc Cường cùng 13 bị cáo ra xét xử do sai phạm liên quan đến vụ thuốc giả tại công ty Việt Nam Pharma. Theo báo chí Nhà nước Cộng sản cho biết, thì kế hoạch xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, 61 tuổi, Nguyễn Việt Hùng, cựu Cục Phó Quản lý Dược Bộ Y tế về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị cáo này bị đề nghị khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù. Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Minh Hùng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Nam Pharma và 11 bị can khác cùng hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong các ngày từ 12 đến 17 tháng 5. Chủ tọa thẩm phán Đào Bá Sơn với 5 kiểm sát viên thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đồng giữ quyền công tố. Trong vụ án này, ông Trương Quốc Cường với vai trò là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực, được Chủ tịch ủy quyền điều hành hội đồng xét duyệt thuốc đã thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm được giao. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ông Trương Quốc Cường đứng trước vảnh móng ngựa là một nỗi lo rất lớn cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Nhiều người đang chờ đợi phiên tòa này có phát sinh tình tiết gì mới để có thể đưa bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ra hầu tòa mới xứng với những tội danh của bà. Những phê duyệt của cấp bộ trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hầu hết là ý kiến của Bộ trưởng, nhưng chữ ký là của Thứ trưởng. Đấy là cách làm việc rất đặc trưng của Đảng. Cấp trưởng rất ít dùng chữ ký của mình trong các quyết định với động cơ không trong sáng để tránh bị kết tội nếu đổ bể. Thông thường dưới quyết định có chữ ký thay Bộ trưởng Bộ Y tế, Thứ trưởng ký tên. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đang mang án kỷ luật của Đảng. Đây là một loại án treo, bất kỳ lúc nào cơ quan chức năng cũng có thể ra tay khởi tố. Đối với các quan chức cộng sản thì muốn truy tố thì phải bị xử lý về mặt Đảng trước đã. Vấn đề xử lý về mặt Đảng đã xong, giờ cơ quan chức năng chỉ cần ông Nguyễn Phú Trọng bật đèn xanh là họ ra tay trảm liền. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long. Chịu cảnh tương tự như bà Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Bộ trưởng Bộ Y tế hiện nay, ông Nguyễn Thành Long. Ông Long cũng đã bị kỷ luật về mặt Đảng, vì thế nếu ông Trọng bật đèn xanh cho Tô Lâm thì ông Long cũng khó lòng mà thoát được. Ngày khai mạc Hội nghị Trung ương 5 đang được đếm ngược. Cả Nguyễn Thanh Long và bà Nguyễn Thị Kim Tiến đều không thể không lo. Họ lo là họ sẽ bị sổ khám như ông Trương Quốc Cường
những quan chức mà gây ra biết bao sự khốn khổ cho dân thì cần phải trừng trị. Đấy là điều mà Nguyễn Phú Trọng cần phải thực hiện để giữ tiếng cho mình.